Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 2-3-4 bánh, xe điện, máy xăng. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chọn một cái bộ chuyển đổi từ tay lái ghi đông sang sử dụng tay lái vô lăng dành cho xe 3 bánh. Ưu điểm của cái dòng này và tại sao lại phải chuyển từ ghi đông sang vô lăng? Bởi vì là sử dụng tay lái thì đối với những cái dòng xe tải lặng thì nó sẽ lặng, rất là lặng. Vì vậy là một số nơi đã chuyển sang sử dụng bằng vô lăng. Cái ưu điểm của lái vô lăng là nó sẽ giảm đi rất là nhiều lực. Lái sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đối với lái bằng tay. Cái bộ chuyển đổi này cũng vậy, nó cũng giúp cho mình lái được trở nên nhẹ nhàng hơn, nhìn nó hiện đại hơn. Chọn một cái bộ này thì cũng giống như những cái video khác. Chọn cái bộ phụ tùng này thì bao gồm một cái bánh răng vành móng ngựa như thế này để bắt vào với cái trụ cột lái của cái càng trước xe 3 bánh, một cái bộ bánh răng trục này để bắt vào với cái bánh răng vành móng ngựa này, một cái bộ vô lăng, một cái miếng tai sắt, một cái ốp nhựa và một bộ công tắc đèn còi xi nhan gạt nước mưa. Cái này có đầy đủ luôn. Việc lắp đặt của nó thì hoàn toàn dễ dàng. Nếu như các bạn làm xe điện thì cần thêm một cái chân ga xe điện, còn nếu như làm máy xăng thì cần thêm một cái chân ga xăng. Hai thứ đó bên mình đều cung cấp. Chân ga xe điện thì các bạn có thể xem lại cái mục các loại chân ga xe điện. Còn chân ga xăng thì các bạn cũng có thể xem lại cái video trước nói về các cái mục chân ga xăng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn cách lắp đặt để xem nó dễ lắp đặt đến như thế nào. Đầu tiên thì mình có một cái càng xe như thế này. Đây là loại càng vai đơn, nó sử dụng ghi đông như thế này. Đấy. Thì các bạn dỡ toàn bộ cái cụm ôm vô lăng này ra. Đây. Trên này là một cái trụ côn. Các bạn nắp cái vành răng móng ngựa vào trước. Siết cái con ốc trên này vào. Đấy. Ở trên cái khung xe thì ta sẽ tiến hành hàn cái miếng bốn ốc này vào. Cái miếng tai giữ. Cái mục đích của cái miếng bốn ốc này là nó sẽ bắt vào cái bốn con ốc này. Nhưng trước khi hàn cái này thì ta phải ướm cái vành răng này vào đây, cho nó khớp bánh răng, khít vào như thế này thì ta mới đặt miếng sắt hàn này vào đây. Đấy. Thì khi cái bánh răng này nó lăn thì nó sẽ bánh răng này khi đứng im lăn nó sẽ làm cái bánh răng vành móng ngựa để chuyển động. Sau khi đã lắp được cái bánh răng trụ này thì ta tiến hành lắp cái bộ công tắc vào. Đây là bộ công tắc. Sau khi đã lắp cái vòng trụ này vào thì ta sẽ tiến hành lắp cái ốp nhựa. Lắp xong cái miếng ốp nhựa này thì
thì mình sẽ lắp cái bộ công tắc. Lắp xong cái bộ công tắc thì ta tháo con ốc này ra và thả vô lăng vào rồi siết lại. Trên vô lăng các bạn có cái miếng ốp nhựa còi này, các bạn chỉ cần cậy ra là nó ra thôi. Đó, các bạn cậy ra nó có cái lỗ ở đây. Mình đặt lên trên cái phần trụ này, siết ốc lại là xong. Vậy là việc lắp đặt một cái bộ chuyển đổi từ tay lái sang vô lăng rất là đơn giản và rất là nhanh, không có gì phải gia công nhiều. Đây chính là toàn bộ cái phần đã đấu xong một cái phần vô lăng. Ở đây thì mình cũng chỉ gá lắp lên để làm video về các cái bước lắp đặt thôi. Còn về các bạn hàn thì nó sẽ chắc chắn hơn.